Giờ này trễ rồi, muộn rồi. Anh chị em mệt chưa? Trả lời làm sao? Dạ chưa. Bộ trâu sao mà không mệt? Mệt rồi ha. Đấy, nhưng mà thôi thì được mời trong ngày trọng đại này thì cũng xin có đôi lời với anh chị em. Trước hết tôi cùng với các cha, quý tu sĩ, quý khách và toàn thể cộng đoàn chúc mừng hội dòng nói chung, rồi miền Việt Nam chúc mừng đặc biệt năm chị em ngày hôm nay đã dâng hiến trọn cuộc đời cho Chúa. Chúc mừng gia đình của quý ông bà cố. Xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các chị em được đầy tràn phúc lành của Chúa, và luôn luôn bất cứ lúc nào cũng cứ phải là phình phường, bất cứ lúc nào cũng vậy. Cầu cho chị em luôn luôn tìm thấy niềm vui trong đời tận hiến. Tu thì nhiều, nhưng mà niềm vui và hạnh phúc trong đời tận hiến thì không phải ai cũng có đâu. Cầu nguyện nhiều và cố gắng tập luyện, tu luyện, nắp mình trong thánh tâm Chúa. Trước giờ lễ, trong khi ngồi chờ đợi thì tôi có hỏi thăm các cha về dòng này, thì các cha cũng nói là dòng này đã vào Việt Nam hơn 20 năm khoảng đó, và bây giờ thì cũng được khoảng 40 chị em khấn. Thì như vậy chúng ta thấy đấy là một cái sự phát triển rất là tốt đấy. Bởi vì mới vào thì đâu có làm ăn gì, chỉ là gọi là dò dẫm từng bước coi làm sao. Và sau đó nhờ các chị em dấn thân phục vụ và cầu nguyện nhiều, làm gương sáng, thì Chúa cho dòng của các chị em phát triển. Quả thật là trong khi nhiều nơi ở trên thế giới giờ nhiều cộng đoàn, nhiều nhà dòng đã vắng người rồi, mà ở đây anh chị em, các tu sĩ ở đây, các dòng tại Việt Nam này cũng thấy con số vẫn phát triển, cho nên đó là hồng ân Chúa ban cho tất cả các chị em. Và người ta bảo là ơn gọi Việt Nam, ở tại Việt Nam đang có dấu hiệu sa sút, thì tôi cũng chưa có khẳng định như vậy. Thì tôi có ghi nhận như vậy thôi, chứ còn tôi chưa có khẳng định là ơn gọi sa sút. Và dù có thế nào chăng nữa thì chúng ta không có phải ngồi đó mà than. Than là ơn gọi sa sút, dòng của con sao ít người quá, rồi ơn gọi giờ nó hiếm và vân vân. Chúng ta cứ ngồi than thì ăn thua gì đâu. Than thì ơn gọi có lên được không? Đó, mỏ than Quảng Ninh nhiều lắm mà có lên ơn gọi đâu. Đó, than không có lên được. Chúng ta làm việc Chúa bảo chúng ta, đó là cầu nguyện. Anh em hãy xin chủ ruộng cầu nguyện. Và cùng với cầu nguyện đó thì chúng ta phải làm cái phần của mình. Chúng ta làm cái gì bây giờ? Đi quảng cáo. Quảng cáo ở trên TV, trên mạng, trong Google, gõ Thánh Tâm Truyền Giáo hoặc Sola. Nếu mà chị em chịu khó bỏ tiền đó thì gõ một cái thì nó lên rất là nhiều cái trang của Oxola, và không bỏ tiền thì nó không lên đâu. Đó. Nhưng mà quảng cáo cũng chẳng có lên được đâu. Đó. Làm cách nào để lên? Anh chị em, tất cả các gia đình, ơn gọi của chúng ta, ơn gọi trong giáo hội muốn lên thì làm sao? Cái vấn đề cơ bản là chúng ta phải hỏi xem là các cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, các cộng đoàn của chúng ta có sống thánh thiện hợp nhất không? Câu đầu tiên phải hỏi. Các gia đình của chúng ta có yêu thương nhau, có sống hạnh phúc trong tình yêu và có giáo dục con cái đàng hoàng không? Hai cái câu hỏi đó phải đặt ra đầu tiên. Và khi chúng ta có gia đình thánh thiện, hạnh phúc thì chúng ta có ơn gọi. Khi chúng ta có các giáo xứ, các cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương nhau, đạo đức, dấn thân làm việc tông đồ bác ái thì chúng ta sẽ có ơn gọi. Nếu gia đình và giáo xứ nói chung thánh thiện, hạnh phúc thì sẽ có ơn gọi, không sợ. Còn nếu chúng ta cứ chỉ đi làm các công việc khác thì không bao giờ có ơn gọi hết. Và riêng đối với các chị em, hôm nay đó, chúng ta được năm hoa trái ở trong dòng, đó là một cái điều rất là quý. Cảm ơn Chúa.
Và tôi cũng như tất cả cộng đoàn đây cầu chúc cho dòng của các chị em càng ngày càng tăng trưởng, tăng thêm con số, rồi sống chất lượng đời tu cho thật là đúng với lý tưởng của một người tu trong dòng Thánh Tâm Truyền Giáo Oxola, sống cho tốt. Anh chị em thấy ngày nay người ta quan tâm tới cái vấn đề hàng hóa có chất lượng, hay là nói ngược lại, người ta cũng rất quan tâm tới hàng hóa kém chất lượng. Ai đi buôn, đi bán hàng thì cũng phải muốn cho phát triển, không? Công ty của mình phát triển, mà công ty hàng hóa sản xuất ra hàng hóa muốn phát triển thì làm sao? Hàng phải tốt, chất lượng cao. Anh chị em thấy ngoài chợ nhá, khi một cái mặt hàng mới ra mà hàng tốt, hàng chất lượng đó, mới ra trong vài ngày đã hết rồi, đổ xô nhau đi mua. Còn có những cái mặt hàng để ngoài siêu thị đó, bụi bặm nó dính vào thì có khi nó hết đát rồi thì không ai mua. Hàng kém chất lượng không ai mua. Hàng kém chất lượng á, thì ế rồi thì sau một thời gian đưa về tồn kho. Ở tồn kho và cuối cùng là công ty giải thể thôi. Hàng kém chất lượng. Ước gì năm chị em này sẽ là đắt hàng. Đắt hàng. Cũng là trước giờ lễ tôi nói chuyện với các cha, các cha thấy là cũng khen chị em. Tôi có hỏi tại sao mà dòng này tương đối khá như vậy, khoảng 40 người. Các cha bảo dòng này đi phục vụ tốt lắm. Nó cứ phục vụ tốt là đắt hàng thôi. Có đời tu cho tốt, gắn bó với Chúa, sống tu cho ra tu. Đó, tu đúng cái mẫu mực mà Hội Thánh đề nghị với các chị em. Rồi có lòng yêu mến Chúa, ở lại trong tình yêu của Chúa, sống đúng lời Chúa dạy và dấn thân hoạt động tông đồ trong các môi trường thì là chất lượng tốt. Chất lượng tốt thì người ta mua thôi, dòng chị em sẽ phát triển. Còn ngược lại thì chúng ta đi đến đâu mà cũng bị chê hết, chị em này không phục vụ được, chị em này sống tu chẳng ra tu, hàng ế về tồn kho thôi, rồi trước sau cũng giải thể thôi. Tôi dùng cái hình ảnh rất là cụ thể mà nó gần gũi với anh chị em để cho thấy rằng tất cả chúng ta phải đặt cho nó đúng cái mục tiêu, đúng cái trọng tâm của vấn đề. Vấn đề không phải là nhiều hay ít, vấn đề là chúng ta sống làm sao. Sống làm sao? Có uy tín không? Có chất lượng không? Thôi, bây giờ thì tôi phải dừng ở đây, cũng nóng quá rồi. Cầu chúc cho tất cả các chị em vui tươi, hạnh phúc. Hạnh phúc trong đời dâng hiến. Và vì hạnh phúc rồi thì giá nào cũng chơi, đúng không? Như Phao-lô giá nào cũng chơi. Và như vậy thì chúng ta sẽ góp cái phần của mình cho Hội Thánh. Còn đừng có tu nửa vời, lừng khừng, không ai cần. Không ai cần đến những người lừng khừng hết á. Cầu chúc cho tất cả chị em trong hội dòng được luôn bình an, đầy tràn phúc lành của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho quý cha và toàn thể anh chị em. Xin hết.